Vâng, quá xuất sắc. Đáng tiếc vừa rồi thì chắc sầu riêng lại phát bóng không qua lưới. Vâng, 9-10 rồi. Bước một tốt, quá đẹp, biên hai Hồng Cơ Bắp. Vâng, một pha chạy tốt của Hồng Cơ Bắp. Đàm Văn Công một mình bám chắn nhưng đã không thể theo được chắn trong pha bóng vừa rồi. Vâng, các bạn đang được theo dõi truyền hình trực tiếp ở trên kênh Bóng Chuyền Việt Nam. Mình là bình luận viên Quang Tùng. Và trận đấu này đang được thi đấu tại sân Phương Thạch Linh của thành phố Hà Tĩnh. Xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã theo dõi đồng hành cùng với Quang Tùng Sport. Mong rằng tất cả quý vị các bạn sẽ luôn cùng với Quang Tùng để có thể có những trải nghiệm tốt nhất, hấp dẫn nhất. Xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vâng, cố gắng lên được 720 nhá, mình không hiểu vì sao. Mình đã cố gắng đưa lên được 1080 mà vẫn chưa được các bạn ạ. Vâng, bóng trong sân. Mười ba chín rồi. Có lẽ rằng đối với này chúng ta sẽ được chứng kiến thêm ít nhất là một hiệp đấu nữa. Và đúng là như vậy, mình rất muốn là như vậy, bởi vì là nó sẽ mang lại chúng ta nhiều cảm xúc, đúng không ạ? Bởi vì với một cổ động viên trung lập như mình thì mình rất mong là sẽ có một hiệp đấu nữa thi đấu giữa các đội để có thể cống hiến cho khán giả. Đáng tiếc vừa rồi thì Lam Tràng Bảng lại phát bóng không qua lưới và điểm số là 14-10. Bóng vẫn còn. Vâng, ăn điểm rồi. Không hiểu cái ông cu em này, ông đánh bằng tay gì, thấy tay nào cũng tát được. Vâng, xin chúc mừng nhà đất Tuấn Mạnh. Chúc mừng cho các khán giả trung lập như chúng ta sẽ được chứng kiến thêm một hiệp đấu nữa diễn ra giữa các chàng trai. Lý Châu sẽ phát bóng. Vâng, trận đấu thứ 5 nha các bạn nhé. Các bạn sẽ chờ đấu trận đấu thứ 5. Trận đấu thứ 5 sẽ diễn ra giữa các chàng trai của Long Giúp Bao Bơ sẽ đối đầu với lại Gym Diamond. Gym Diamond là đội bóng đã giành chiến thắng ở trong trận đấu đầu tiên đối với lại Phong Tân Hiệp. Và Gym Diamond họ đang có một tâm thế thi đấu cực thoải mái. Hai bốn rồi. Mỏ Hồng không đánh nha mọi người ơi. Đáng tiếc rằng lần này Mỏ lại đi tham gia. Mỏ đang bận việc và tham gia giải của Đô Lương. Và Mỏ đã vào bán kết. Có lẽ rằng Mỏ sẽ sớm vào chung kết. Lên trận đấu ngày hôm nay Mỏ không thể tham gia được rồi. Và một pha xử lý khôn khéo và tinh quái của Tý Châu. Tý Châu, một vận động viên với cái cổ tay phải nói được rằng rất đáng mơ ước của các vận động viên thi đấu phổi và chuyên nghiệp. Bóng con biên 4. Vâng, một pha xử lý tốt của Tý Châu. Tý Châu đã lăn xả để phòng thủ. Đáng tiếc vừa rồi thì Lý Quốc đã bám chắn chạm lưới. 3-5. Hết trận đấu này nhé bạn ơi. Hết trận đấu này, còn một trận đấu nữa giữa Minh Đu Hà gặp anh em bằng hữu, là trận đấu của bảng D. Minh Đu Hà sẽ gặp anh em bằng hữu ạ. Không có Văn Thành luôn bạn ơi. Hello Hempa. Hello Hempa Hà nha. Đặc biệt là tướng mỏ đá của khu vực dân cư xung quanh. Ban tổ chức
Ở mọi người đừng rung nhá. Các anh chị ơi đừng rung vào cho dạng của em nhé. Nào họ sẽ ở trường quốc vương đi. Hello em ba ha. Welcome to Việt Nam. You are watching live on the Vietnam Volleyball Channel. Please give me one subscribe to the channel and share to the channel. Thank you so much. Giải này đánh một hôm thôi nhá. Vâng, có thêm đắc nữa thì thôi, có thêm đúc nữa thì ối rồi ôi luôn. Vâng, một pha đá bóng rất mạnh của Tí Châu. Vâng, 6-4 rồi. Vậy là quyền quyết định đổi sân được đưa đến tay các chàng trai của Minh Khôi Mobi. Đúng rồi nhá, có cu em Long Quảng Bình. Anh em tin bằng hữu à? Anh em bằng hữu dù gồm có những cái tên đó là Tiến Vượng, Nghĩa Ca, Hùng Thông, Thầy Tân, Quang Đức và Đức Anh. Đó là những gì mà ban tổ chức đưa đến cho mình. Đó là gì mình nắm được. Và tỷ số bây giờ đang là 6-4. Lợi thế về điểm số và tâm lý và khoảng cách 2 điểm đang thuộc về các chàng trai bên phía của Minh Khôi Mobi. Đáng tiếc vừa rồi thì Tí Châu lại phát bóng đi ra ngoài. Đổi điểm 5-6. Tí nữa thôi các bạn sẽ được chứng kiến Jun và Rex thi đấu. Thì rất mong rằng các bạn sẽ ủng hộ và cổ vũ cho Quang Tùng Sport. Vâng, một pha đá bóng rất mạnh của Lam Tràng Vàng. Bóng chạm vào tay chắn của cu em Long Quảng Bình và đi ra ngoài. Ok nha, Hempa ha. I love you, Jun and Rex. Dùng quá đi. Bước một tốt. Tí Châu tuyệt vời. 8-6. Nếu cứ giữ với khoảng cách này mà các chàng trai của Minh Khôi họ giữ được khoảng cách tốt như thế này đến điểm số thứ 11 thì họ sẽ là cái tên giành chiến thắng. Giành chiến thắng đầu tiên ở bảng C. Bảng C sẽ gồm có những cái tên như Minh Khôi Mobi, Tú Thầy và Nhà Đất Tuấn Mạnh. Bóng ngoài sân, 7-8 rồi. Đổi điểm dành cho các chàng trai bên phía Nhà Đất Tuấn Mạnh, 7-8. Mọi người có thể lên chất lượng hình ảnh tốt nhất đi ạ. Có thể là 720 hoặc là 1080. Mình không biết là lên được ở mức độ nào, nhưng mọi người có thể điều chỉnh để lên chất lượng hình ảnh tốt nhất ạ. Lam Tràng Vàng, quá tuyệt vời. Lam Tràng Vàng được coi như là một truyền nhân với cái cổ tay không thua kém gì Tí Châu một chút nào. Chỉ khi mà một vài năm Tí Châu đi sang Mỹ du học thì ở nhà Lam Tràng Vàng đã nổi danh với cái cổ tay khéo léo đó. Vâng, xin cảm ơn 795 bạn đang xem livestream của mình. Vâng, lên được 720 mọi người, lên được 720 là em nghĩ là cũng được rồi đấy ạ. Bởi vì em live bằng máy điện thoại nên là cũng rất mong là mọi người thông cảm. Em nghĩ là còn đỡ hơn ở Facebook ấy. Vâng, hai anh em nhà Tây Ninh, Tí Châu và Lam Tràng Vàng. 10 rồi. Tiếp tục 11 rồi. 11-9 thì phải. Matchboy đang đưa về tay các chàng trai bên phía của Minh Khôi Mobi. Bằng lỗi xử lý không tốt của tài nhỏ rồi. Rõ ràng cần phải sửa tính quái, nhưng đáng tiếc vừa rồi